Kính bạch sư Hạnh Tuệ và sư Tuệ Tường, trong Milinda vấn đạo phẩm suy luận, một câu hỏi giảng bằng sự suy luận. Câu hỏi thứ bảy, câu hỏi về thây chết của Dạ Xoa đề cập rằng thân xác của các Dạ Xoa đã chết với hình dáng côn trùng được nhìn thấy với hình dáng con kiến, con mối, con châu chấu, con rắn, con bò cạp, con rết, con chim, con thú được nhìn thấy. Theo cách hiểu của con, khi Dạ Xoa chết, thân xác sẽ hóa thành các loài súc sanh trên, nên con người mới không nhận ra thấy chết của các loài súc sanh ấy là Dạ Xoa thay chết. Cách hiểu của con có đúng không? Mong quý sư xác nhận và khai thị thêm. Thứ nhất á, là các sư không có thần thông, thành ra đó không có xác nhận được cái chuyện những chuyện như thế này, mà các sư chỉ có thể căn cứ theo kinh tạng thôi. Thì kinh tạng nói như thế nào thì các sư biết như thế đó. Quý vị cần phải rõ cái đó ha. Thì ở đây thì những gì thấy kinh tạng nói như thế nào thì các sư biết thế đó thôi. Là chỉ là tức là có những con Dạ Xoa sau khi nó chết thì nó biến thành con thú, thì mình có thể nhìn thấy, có tức là có những xác chết của con này con kia, mình nó không nhất thiết là loại súc sanh mà nó có thể là một con Dạ Xoa nó chết. Nhưng còn cái chuyện là có cái loài Dạ Xoa nào mà chết mà mình không thể nhìn thấy hay là không thì sư không biết. Muốn biết thì phải có thần thông, còn không thì chịu thua. Thành ra cái này chỉ là mình suy đoán thôi. Không biết Đại Đức Tề Tường có tìm hiểu về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì sư cũng hoàn toàn đồng ý với Đại Đức Hạnh Tuệ về câu trả lời này nha. Ở đây thì giống như là nói cho vui thêm câu trả lời này thôi, là trong nhiều chuyện chú giải bổn sanh, thưa vị, có nghĩa là Chataka Thakatha đó, thì đúng là có nhiều loại Dạ Xoa, thưa vị, có ghi có nhiều loại Dạ Xoa với hình tướng này nọ, mà chỉ lấy cái ví dụ này thôi cho mình dễ hiểu nha. Giống như mình chơi thêm Tây Du Ký á, mình thấy có những cái con mà con yêu gọi là yêu tinh yêu quái gì đó, với hình dạng con ngựa, con sư tử, con voi này nọ, thì khi mà xem, biết bị xem á, bị xem trong cái dạy bốn xanh đó, có mô tả là những cái con Dạ Xoa nó cũng có hình tướng như vậy đó. Cho nên là để đối chiếu với cái Milinda vấn đạo thì phù hợp, thưa vị, cho nên là đáng tin, có nghĩa là đáng tin và mình tin được đó. Còn nói mà để quý vị nói là sư chứng minh sao này nọ thôi, thì cái đó là giống như Đức Hành Tại nói, cái lĩnh vực của thần thông, quý vị, hay lĩnh vực của nghiệp bất khả tư nghị. Ở đây là sư chỉ đưa ra những cái bằng chứng, những bằng chứng, những cái luận cứ mà giữa tạng kinh hay là chú giải chính thống đó, để cho mình so sánh là tài liệu đáng tin, chứ không phải là không có nha. Với Dạ Xoa mà với hình tướng, hình tướng giống y như trong kiểu Đại Du Ký mình mô tả vậy đó, mà khi đọc thì sẽ nhớ liền, khi đọc qua xin mô tả rồi cái gì Dạ Xoa mặt ngựa, hiểu không? Dạ Xoa mặt ngựa thì mình biết, thì giống như thí dụ mà trong Tây Du Ký thì có cái kiểu giống như là có con yêu quái yêu tinh mà nó là ngựa tinh vậy đó, mình kiểu hiểu vậy đó. Thì nó phù hợp, thưa vị, cho nên là so sánh nên là nó đáng tin ha. Còn nếu mà để quý sư xác nhận không, sao quý sư dám xác nhận được? Dạ, cũng xin kết thúc bằng trả lời câu hỏi này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.